Thank you.
đang lắp ráp họ vào là có chốt vậy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái nó đang có mấy con rồi. Thank you.
làm nước lông gan già đấy, ai cũng hỏi thăm đấy, ai cũng hỏi thăm chứ không phải đấy, cho nên trên kênh có bảo là hỏa nỗi mong của người yêu mến và dành cho nghệ sĩ Vũ Linh, bây giờ truyền tải lại của là cô Hồng Loan dành tình cảm này cho cô Hồng Loan, thật là tuyệt vời đấy. Chị Loan ơi, bữa nay mình làm xong luôn hả chị? Đúng rồi. Đây là thành phố của chị Hồng Loan tuyệt vời đấy. Đấy là thời khắc chỉ có một thôi, với ngôi nhà mới của nghệ sĩ Vũ Linh rồi. Thì hôm nay chỉ còn một thời gian rất ngắn nữa là phải lâu mong chờ được một kỳ khách. Sao vậy, cái còn tiến hành đó không chị? Thì còn lấy cái mão lên nữa đó. Như là còn còn ai mão nữa, đúng rồi. Còn gắn mão thôi, giờ anh em mình sụp vô trong đi. Thấy chị vô trong án đi. Cảm ơn chị nhé, cảm ơn chị đã nhìn dậy phục thành khúc. Bây giờ mình tiếp tục review của nhà mới.